Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tiếp nối trong chương trình phát hình đêm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nhân vật phải nói rằng rất là nổi tiếng và một sản phẩm rất là thần kỳ, đúng như cái tên của nó. Và trước khi đi vào phần nói chuyện thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một vài lời giới thiệu. Đây là một sáng chế mới lạ thật là tài tình của cô Lindy Ngũ, là người phụ nữ Việt Nam cư ngụ tại Australia, là người đầu tiên trên thế giới đã ứng dụng đá trị liệu trên cơ thể con người. Cô Lindy Ngũ đã phối hợp cùng với phương pháp trị liệu thẳng vào huyệt đạo. Sau những thành tích gặt hái này, cô đã nhận được rất nhiều bằng khen và bằng sáng chế của chính phủ Australia. Và bây giờ thì thưa quý vị, trong phòng thâu của Today Television, chúng tôi được hân hạnh đón tiếp chị Lindy Ngũ. Xin chào chị Lindy Ngũ. Lindy Ngũ xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả, kính gửi lời chào đến anh Quốc Bảo. Thưa chị, trở lại lần này với Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng là cái lịch làm việc của chị rất là dày đặc, bởi vì mặc dù là khoảng hơn 2 năm qua thì chúng ta chưa có dịp làm việc chung với nhau, nhưng mà cũng có hỏi thăm qua trên những cái tin tức, là chúng ta thường hỏi thăm qua điện thoại, thì biết rằng cái lịch làm việc của chị rất là bận. Thì trong những cái nẻo đường mà chị đã đi qua đó, thì cho đến ngày hôm nay thì chị đã đi được tới đâu rồi? Chị được nhiều nơi lắm không? Dạ, Lindy Ngũ xin cảm ơn ơn trên đã cho Lindy là người phát minh ra đôi đũa thần kỳ. Từ cái đôi đũa thần kỳ này đã đưa Lindy đến rất là nhiều nơi trên thế giới. Thưa anh, tại Đức Mỹ này thì Lindy đã có mặt ở hầu như cũng nhiều tiểu bang. Nhưng mà lần lượt Lindy cũng hứa với quý vị, Lindy sẽ đến từng tiểu bang của quý vị để mà ra mắt đôi đũa thần kỳ, cũng giống như chính bàn tay của Lindy trị bệnh cho quý vị. Và thưa anh Quốc Bảo, Lindy cũng đã có mặt ở tại nhiều quốc gia khác như là nước Đức, nước Bỉ, nước Pháp. Tại vì Lindy cũng muốn xem thử cái sự mà công nhận của họ với đôi đũa thần kỳ như thế nào. Nhưng mà không ngờ rằng mỗi khi đi đến đâu mở hội thảo và hầu như cho những cái cộng đồng nào, họ cũng đều quay trở lại cảm ơn Lindy. Và bởi vì cái đôi đũa thần kỳ sau khi trị liệu lên trên cái cơ thể của họ, hầu như là thấy được kết quả tại chỗ. Phải nói là cái động cơ mà đưa đẩy Lindy đến nhiều nơi là lý do về cái sự kỳ diệu của cái đôi đũa thần kỳ đã thuyết phục trên từng căn bệnh. Chính vì như vậy mà càng ngày càng có nhiều người rất mong muốn có được đôi đũa thần kỳ. Thưa chị, khoan nói đến cái tác dụng thần kỳ của đôi đũa đi, thì làm thế nào để mà một người phụ nữ Việt Nam nhỏ nhoi như vậy lại rong ruổi trên bước đường, trên khắp bước đường của thế giới? Cái động lực nào mà chị bỏ nhiều thời gian và công sức để mà đi đến như vậy thưa chị? Dạ thưa anh Quốc Bảo, Lindy là một người mà sanh ra không có được may mắn giống như nhiều người. Lindy, chung quanh Lindy rất là nhiều người bệnh. Lindy ở trong cái vùng Thượng Du. Thì cái thời xa xưa đó không có thuốc men và có rất là nhiều cái trường hợp mà bệnh ngặt nghèo. Rồi có cái dịp mà qua bên nước Úc để mà làm việc thì Lindy lại được cái may mắn mà khám phá ra cái mỏ đá này. Và Lindy đã thuyết phục được Bộ Chính phủ. Vậy thì phải nói rằng là chị là một trong những người may mắn trên những người may mắn đó, chắc không phải là những người không may mắn. Và thưa quý vị, chúng ta hãy xem những đoạn video dưới đây để xem coi cái tính thần kỳ của đôi đũa thần kỳ nó như thế nào và cái bước đường rung rủi của chị Lindy Ngũ đã đến những nơi đâu. Trong một vòng đi trị bệnh tại Âu Châu vừa qua ở các nước Pháp, Bỉ, Đức, dưới sự tận kiến, tận mắt, trông thấy của nhiều người và có thu hình, cô Lindy Ngũ đã chữa trị thuyên giảm 80% cho những bệnh nhân dưới đây. Tại Pháp, Salon Zen Escape Champéry, bà Catherine Larose, 50 tuổi, tai bị ù, mắt ghi mờ, khi tỏ, chóng mặt thường xuyên. Sau 25 phút chữa trị tại chỗ bằng đôi đũa thần kỳ, hai tai bà không còn lùng bùng, mắt đọc chữ không cần kính và cũng không còn thấy chóng mặt nữa. Bà Jong Wu, 38 tuổi, đau nhức ở cổ, thường bị chảy nước mắt sống. Sau 20 phút chữa trị,
hết chảy nước mắt sống, cổ giảm đau đến 80%. Vous êtes content là? D'accord. Perfect. Perfect. Okay. Thank you. Yeah, happy for you. Okay. Trở lại với chị Linh đi ngủ. Thưa chị, chúng tôi nhìn thấy rằng là trên những cái đoạn video đó thì cái tác dụng thần kỳ của đồ đũa thần kỳ. Vậy thì cái ứng dụng của cái đồ đũa đó như thế nào? Mình dùng những cái phương pháp trị liệu bằng hóa học, bằng hóa trị hay bằng vật lý hay như thế nào thưa chị ha? Dạ thưa anh, thật sự ra là cái đồ đũa thần kỳ hoàn toàn là một cái món quà mà thiên nhiên bằng một cái loại đá mà xưa nay thì mọi người trên thế giới cho loại là núi đá, nhưng mà cái đôi đũa thần kỳ thì đặc biệt hơn là đôi đũa thần kỳ nằm ở dưới, nằm sâu dưới lòng đất. Và nhất là cái quốc gia mà Lindy đang sinh sống thì chung quanh toàn hoàn toàn là biển. Rồi ở dưới lòng đất đó thì chứa rất là nhiều cái khoáng sản. Từ những cái khoáng sản đó mà nó hình thành rất là nhiều cái từ trường. Và từ những cái từ trường này là những cái luồng điện mà có thể trị thẳng vào cái từng cái căn bệnh, mà phải nói là nó thuyết phục trên từng căn bệnh trên cái cơ thể của con người thưa anh. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta hãy xem coi tính kỳ diệu của đôi đũa thần kỳ này nó trị vào những bệnh nhân như thế nào. Chúng ta hãy xem những đoạn video dưới đây. Huy à, Huy bị cái bệnh gì, Huy có thể nói cho chú này biết không? Con bị ngạt mũi từ hồi tối ngủ không được. À, con bị này lâu chưa? Dạ, con có bị lâu lắm. Rồi tối ngủ không được, thì hôm qua cô chuyện cho con, rồi tối con về con ngủ như thế nào? Con ngủ giống như cục gạch luôn vậy á. Cứ cục gạch luôn. Trời ơi, sướng quá, hèn gì bữa nay tới cười. Bác cho biết tên của bác tên gì vậy? Tôi tên Trần Cọt, 95 tuổi là tuổi dương, còn tuổi âm là 96 tuổi, sinh năm 1917. Rồi kính thưa tất cả quý vị có mặt ở hôm nay, cái đồ đũa thần kỳ rất là hiệu nghiệm. Cái đó là đúng sự thật. Bởi vì tôi á là nó bị bại cái tay bên trái á, tôi gió không có lên. Đó, mỗi một khi muốn gió lên thì cái tay bên trái là phải đỡ nó theo. Nhưng mà vô đây á, đôi đũa thần kỳ á, có cái cô cháu đây nằm ở trong cái công ty của đôi đũa thần kỳ đấy, làm giúp cho tôi á, trong vòng có 15 phút rồi. Thì tôi thấy y như là thần tiên thật. Tôi dối lên, bây giờ tôi làm cho đó cho tất cả đồng bào ở đây thấy nè. Quánh võ cũng được, nữa là khác. Thấy chưa? Đó là quá là thần kỳ. Tôi nói đây cho tất cả đây. Bà con cô bác ở đây là một cái bề trên á. Mình có tin á, thì để mình tự trị với mình. Đó là có ông bác sĩ trong nhà mình cho suốt cuộc đời mình. Cái đó là quý vô cùng, không có gì bằng hết. Tôi xin cảm ơn cái người mà phát minh ra thật là tài. Mà lại rất là may mắn là người của Việt Nam nữa. Cái Việt Nam mình á, quá thật là may mắn. Trong cái núi nó có cái mê. Vì có cái gì á, gọi là cộng sản á. Cho nên á, cái cô này cũng từ Việt Nam mà mới đi qua ở bên đây thành người Việt Nam mới trổ tài cho cả thế giới đều thấy. Rất là mê. Vì mình là con rồng trống tiêu mà. Thì nó quá là rồng tiêu, cho nên bây giờ nó đổ thật kỳ là đúng rồi. Trở lại với chị Linh đi ngủ. Thưa chị, chúng tôi có được tham khảo sơ khởi trên YouTube, như là nghe những thông tin từ bạn bè, thì hình như là đôi đũa thần kỳ đã xuất hiện rất là nhiều nơi và đã được những các đài truyền hình trên khắp thế giới cũng đã biết qua. Vậy thì xin chị cho biết thêm về cái điều này.
Dạ thưa, đó là cái tính năng của cái đôi đũa thần kỳ. Chính vì cái sự kỳ diệu đó mà đã làm cho rất là nhiều cái đài truyền thông, truyền hình trên thế giới chú ý đến bằng một cái loại đá mà phải nói là vô chi vô giác, nhưng mà chị đem được rất là nhiều cái niềm vui để đến cho con người cũng giống như cho rất là nhiều người bệnh. Và chính vì như vậy mà Lindy đã có cái cơ hội mà được lên rất là nhiều cái chương trình giống như là đài Washington DC, rồi Washington DC News của Thành Trúc với chị Lindy Ngũ, người phát minh ra đôi đũa thần kỳ. Và nhất là chương trình chính phủ của SBS cũng đã phỏng vấn Lindy rất là nhiều. Tại Lindy là người may mắn và phải nói là cũng là người đầu tiên trên thế giới đã phát minh cũng giống như là đưa một cái loại đá mà cả thế giới quên đi, ngay cả những nhà khoa học nghiên cứu đã quên đi, từ những cái luồng điện này mà nó rất là hữu ích trên cái từng cái căn bệnh trong cơ thể của con người, thưa anh. Nó đâu có sai đâu. Chị phải là chị là một trong những người mà may mắn trên cả những người may mắn nữa đó. Vậy thì thưa chị, chúng tôi được xem những cái đoạn video về những bệnh nhân sau khi mà tiếp xúc với lần đầu tiên với đôi đũa thần kỳ thì họ có những cái cảm giác nó rất là khác rồi. Sau một thời gian trị bệnh cũng không lâu, họ cảm thấy rất là thoải mái. Cái ánh mắt của họ nhìn chị nó rất, phải nói là rất là sâu sắc, rất là cảm ơn. Vậy thì cái cảm xúc của chị khi mà chị chữa bệnh cho một người bệnh nhân mà họ cảm thấy khỏe trở lại đó, thì cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào? Dạ thưa anh Quốc Bảo, Lindy rất là vui. Cái vui rằng đây Lindy coi đây là một cái sứ mệnh và một cái trách nhiệm của mình. Đây là một cái cơ duyên mà chính bàn tay của Lindy đã đem họ từ một cái bờ thẳm mà tuyệt vọng trở lại đến cái đem đến cái sự sống cho họ. Thì phải nói là thay mặt cho người bệnh mà Lindy phải cảm ơn đấng bà trên đã cho Lindy được cái cơ hội là người phát minh ra và cũng là cái người mà đem đến cái sức khỏe cho nhiều người. Phải nói đây là một cái niềm vui mà không có cái gì mà có thể tả hết trong cái đáy lòng của Lindy.